Morning, good morning, mất morning. Chào các bạn. Chào các bạn một buổi sáng ha. Mời các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và đây là cái phòng ở khách sạn Bellagio. Tối qua ba ông về đây ngủ đuối quá cho nên là gãy tại chỗ các bạn. Bây giờ mình quay một vòng nhanh nhanh cho các bạn coi cái tình hình ở đây nha. Thì cái phòng này bình thường là giá khoảng 500 đô vào cuối tuần các bạn. Ở Las Vegas ha. Thì cái restroom nè, cho các bạn coi cái restroom. Đó, hai cái sinh rửa mặt ha. Rồi bồn cầu ở đây. Tranh ảnh nói chung là cao cấp 5 sao các bạn. Tiêu chuẩn 5 sao. Đó, khá sạch sẽ, rộng rãi, rất là cao cấp, ngon lành ha. Tiêu chuẩn 5 sao. Trận chung kết các bạn, chung kết World Cup giữa Argentina Pháp đang là phút thứ 103 rồi, đang đá hai hiệp phụ và tỷ số đang là 2-2. Cực kỳ hấp dẫn ha. Trận đấu phải nói là kinh điển. Messi một bàn và Mbappe ghi hai bàn liên tiếp. Đây là Đạt quán cơm chào khán giả. Đạt sướng không các bạn, thấy Đạt nó sướng không? Nó ngủ giường khách sạn 5 sao mà tới 10 giờ nó vẫn còn ngủ, vừa nằm vừa coi đá banh vừa quýnh cờ tướng, hai sướng như nó hả. Chút chút thôi. Còn đây là ông Vũ Phan Cali. Đó. Hai ông YouTuber khổ ghê gớm rồi. Hai máy mình nè. Máy mình nè. So how much you charge for replace the chain? You dropping Vũ ngồi đó. Rồi à. Đây cái view của khách sạn này. Đây cái hồ phun nước nổi tiếng à. Yep, I BMW F900 XR. Hồ phun nước là cái hồ nổi tiếng nhất ở Las Vegas các bạn. Ban đêm nó phun á. Phun nước và người ta bu nghẹt kín cái đường này, người ta quay phim chụp hình vào mỗi đêm ha. Máy bay bay kìa. Sao anh Vũ? Thì nó chạy qua nó làm nhưng mà nó charge trong anh nghe chỉ có khoảng 60, 70. Nó lên 160 phải không? Hôm nay là 140. Tại vì tại chủ nhân. À, ok luôn hả? Ừ, phải làm thôi. Mắc quá hả? Bên đấy làm tại chỗ hả? Làm nó phải mang tới shop, nó cách đây có 2 mile thôi. Nhưng mà giờ mình đem tới hay là nó tới đây? Chạy tới, Vũ lấy đồ xuống hết luôn. À. Có nghĩa là bây giờ lấy anh Vũ làm xong á là hẹn gặp chỗ nào đi, ở quán ăn luôn. À. Ok. À. Ra cái nhà hàng nãy em gửi anh đó nha. Trong nhóm ba người á. Không tới nữa. Có đây các bạn, anh Vũ Phan Cali. Yeah. Coi những trận những phút cuối cùng đi. Anh Vũ mới gọi cho một cái cửa hàng sửa xe để anh đem cái dây xích. Dây sên. Có nhiều ra thay các bạn. Xe Vũ bị dùng cái dây sên các bạn. Đổi xanh mới luôn. Đổi xanh mới. Anh Vũ chạy yên tâm chứ không. Anh vừa chạy giờ rung mệt lắm. Thắng chưa? Thắng chưa? 3-2 rồi kìa. Wow, Argentina dẫn 3-2 các bạn ơi. Phút 108. Đây đang review nhanh cái phòng mà tình hình căng quá các bạn. Argentina đang thắng. À, đây cái phòng 5 sao như vậy nè. Đó, hai cái giường lớn, ba anh em ngủ. Ông Vũ tối ngủ đây. Đó, trên ảnh Đạt quán cơm cho mình ngủ đây. Đạt quán cơm ngủ đây. Đây cái bàn làm việc, à, cái bàn tủ đầu giường mình sạc đồ ở đây nè. Đồ đạc là anh em đang để lung tung lang thang luôn các bạn. Tại vì cái phòng nó sạch mà, cho nên anh em bung đồ ra để đây cho nó cái nhiệt độ đây nó cũng đang ấm á, cho nó làm cho khô rồi nó cũng sạch sẽ hơn. Đó, này tivi mấy anh em đang coi trận chung kết World Cup và buổi sáng chủ nhật. Còn đây là YouTuber cực kỳ gọi là tâm huyết với nghề. Nghề trong ngoặc kép các bạn. Anh dựng vlog xuyên đêm để các bạn có video nhanh coi nè anh Vũ. Đó, kinh không? Sắp sửa phải mất 160 rồi các bạn ơi, 140. Chuẩn bị ông đi thay cái xe anh mất hết 140 đô. Và đây là cái view kinh điển này các bạn. Quay lại một lần nữa để các bạn coi cái view này nha. Máy bay bay liên tục trên đầu nè. Thì đây là khách sạn Bellagio lừng lẫy ở Vegas các bạn. Nếu mà bất kỳ ai đến Vegas đều phải đến cái hồ nước này ha. Mình nói một cái câu gọi là nó hơi quá nhưng mà nó cực kỳ chính xác là bất kỳ ai đến Vegas đều đi tới cái hồ nước này đứng coi phun nước và chụp hình. Và đây chính là cái hồ của cái khách sạn mình đang ở đây, mình đang đứng đây các bạn ha. Cái view này là view kinh điển nè. View kinh điển. Thì nếu mà các bạn book cái phòng này mà đêm đón năm mới á, countdown á, là phải cỡ 1000 mấy đô á. Ở thứ bảy thì cái phòng này cỡ 500 đô nhưng mà mình qua một người quen thì bút được khoảng 350. Đó.
Thì đây là cái khu trung tâm nhất ở Las Vegas, và trước mặt đó là cái Vegas Strip, cái cung đường trung tâm. Cái hồ thì bây giờ nó đang buổi sáng sớm cho nên nó dừng, không có phun nước ha. Cái đường nhỏ nhỏ bên này là cái đường xe chạy vô nè, đó, xe chạy vô sảnh đây. Rồi mình đậu xe, ba anh em đậu xe ở cái khu parking ở bên hông. Rồi nhà hàng khách này kia ở dưới đây rất là nhiều, mà những cái cửa hàng thời trang nó Chanel rồi lớn lắm. Đó, đây là cái khu trung tâm nhất ở Las Vegas. Và cái phòng này là một trong những cái phòng có view đẹp nhất các bạn ha. Trước mặt đây là cái tháp Eiffel nè. Đó, tháp Eiffel gọi là hàng pha ke thôi các bạn ha, chứ không phải hàng real nằm ở bên Paris ha. Đó, và cái kia là Planet Hollywood, chỗ mà Thúy Nga hay tổ chức cái Harry by Night đó. Mình đợt trước mình có coi cái show chia tay với 1000 đó. Rồi, đó là nhanh một dòng cái phòng này. Và mình coi tiếp trận đá banh, và lát nữa sẽ chuẩn bị rời khách sạn để đi tiếp hành trình. Đó, anh Vũ anh chuẩn bị anh cuốn gói đi trước các bạn. Cuốn gói đi trước. À, Vũ Hoàng Gali đang đóng đồ. Qua anh em tới khách sạn đuối quá không có quay được ha. Vừa xách tay xách nách mang băng qua những cái resort, những cái khu chơi sông bài ha. Lát xuống mình không quay tốn nha. Lòng nào. Nói chung là sông bài mà không tốn. Nói chung là mấy anh em tới đây không có tốn lòng nào, buồn ngủ đuối quá là cho nên không có mò xuống các bạn. Cũng như là trận đá banh này mấy anh em cũng không có cá độ luôn, cho nên là thôi khỏi tốn. Ủa? Đầu óc đi đâu? Đó. Đây cái dây xích anh Vũ anh mua sẵn rồi các bạn. Đó, mua sẵn rồi mà anh quên đi, chưa có thời gian để anh thay. Tại vì là lo cho ông Nguyên và Mai Nguyên Rider quá. Đó, đổi thừa nữa, chơi không có đổi thừa á. Quên làm xe đó, mình luôn. Bây giờ ông phải đi ra kiếm chỗ để ông thay với ngày đúng qua không, đúng không, ngày qua chạy nó dùng á. Thôi làm đây, ráng làm đây, lát nó bao cơm trưa ngon luôn, siêu ngon luôn. Không đưa cái tay. Không thể tin nổi các bạn, không thể tin nổi trận chung kết này luôn. Mbappé có thể là hat-trick hay không? Lại một quả penalty cho Pháp các bạn ở phút 116. Kinh khủng luôn các bạn, một trận đấu phải nói là lịch sử của lịch sử ha. Sút chết rồi, trời ơi, Mbappé ba bàn các bạn. Không thể tưởng tượng. Kinh khủng luôn hả anh Vũ? Trời ơi, hôm nay anh Vũ mặc đồ mặc cái áo Man United cho anh quay cái lần trò đứng ngay tháp Eiffel luôn, kinh thiệt. Quá kinh các bạn. Đó, Vegas nè. Vegas đây. Và trận đấu vẫn đang diễn ra các bạn. Đây các bạn ơi, trái banh quyết định các bạn. Đang nằm trong chân của Argentina. Argentina đang có lợi thế và đá phạt 11m. Quyết định. Rồi xong. Yeah. Argentina đã thành nhà vô địch các bạn. Đã trở thành nhà vô địch từ giây phút này các bạn ơi. Argentina đã thắng. Argentina là đội dẫn đầu trước 2-0, sau đó bị Pháp gỡ hòa 2-2 và tiếp tục nhảy lên dẫn trước 3-2, rồi sau đó bị Pháp gỡ hòa và cuối cùng vào đá 11m thì Argentina đã gọi là thành công. Đó, xin chia buồn với nước Pháp và chúc mừng Argentina. Trước mặt các bạn là tháp Eiffel của nước Pháp. Yeah! Vũ Văn Cali đâu? Vũ Văn Ali là fan của Messi các bạn. À, lâu lắm rồi mà không nói, nhưng mà lần này phải nói. Lâu lắm rồi không dám nói tại sợ fan của Ronaldo, cái chồng ai. Fan của gọi là chị Bảy các bạn. Anh Bảy. Fan của chị Bảy ở Việt Nam nhiều quá. Đánh Vũ Văn Ali tơi tả luôn. Rồi, mấy anh em mình bắt đầu chuẩn bị các bạn, chuẩn bị cho một hành trình mới ngày hôm nay. Hôm nay sẽ đi đâu thì mời các bạn tiếp tục theo dõi vlog ha. Nhưng mà ngay chỗ này, ngay lúc này, ngay nơi đây là khách sạn lừng danh ở Las Vegas Bellagio và đài phun nước cộng với cái tháp Eiffel sừng sững đứng trước kia, nhưng mà tháp này không phải tháp thiệt ở bên Paris các bạn. Rồi chào các bạn, mình rời khách sạn Bellagio ở Las Vegas. Bây giờ bắt đầu đi xuống dưới chuẩn bị cho một ngày tiếp theo. Đây hành lý của mình, một cái túi này xách đi đó, và hai cái túi với cái nón nhẹ nhẹ này nữa là xong ha. Đây cái casino Bellagio nè các bạn ha. Mình đi qua parking rồi mình đi vô ngang qua cái casino này
sau mình mới tới được cái chỗ mình check in rồi mình lên thang máy lên lầu ha. Đó, cái casino ở Vegas nó vậy các bạn, mênh mông luôn ha. Mình đi ra đây lấy xe ha, parking ở ngoài này. Giáng sinh ở Bellagio họ trang trí cực đẹp luôn ha. Các bạn đến đây mùa Giáng sinh thì các bạn chụp hình ở đây. Đó. Đó, rất là nhiều cảnh đẹp mùa Giáng sinh ở Bellagio. Và đây là sông bài ha, lớn bậc nhất ở Vegas. Bây giờ mình xách la lây đi về parking garage đây. Đây vẫn cái thẻ giữ xe các bạn, khi vô các bạn bấm tự động nó lấy cái thẻ này vô ha. Lúc ra mình đút vô đây, xong rồi đút cái thẻ visa vô đây để nó chặt tiền ha. Chặt tiền xong rồi $18 một đêm luôn. Sau đó nó đưa cái thẻ này ra lại và cái thẻ này đã thanh toán rồi, lát mình ra cổng là ok ha. Rồi các bạn, hai tay chuẩn bị rồi, khách sạn Bellagio là ngay cái bãi đầu xe để đi ra ăn cơm trưa. Anh Vũ thì đang sửa xe và chạy thẳng qua chỗ ăn trưa luôn. Đó, mình với Đạt quán cơm mới trả tiền một xe $18 xong các bạn. Bạn ơi, ở trong này có cái máy hít cho anh. Trong khách sạn mặc đồ vô nóng kinh. Ok, mới sạch cái nhà hàng của cậu của Mai Dương, thấy đóng cửa vĩnh viễn rồi. Giờ đi ra quán Kim Long ăn cơm, ăn phở. Rồi nó gần đây 11 phút khỏi đeo găng tay luôn cho nó tiện quay phim. Rồi đây các bạn, cái hầm xe khách sạn 5 sao Bellagio ha. Đó. Exit ở đây nè, mình trả tiền ở đâu? Trả tiền ngoài kia đó, theo chiếc xe bên trái kìa. Đó. Đó, nó có cái chỗ để mình bỏ tiền vô. Mình bỏ thẻ chứ, bỏ thẻ vô. Thẻ giờ nó gạt cái cây lên đó, nếu mình trả tiền rồi ha. Rồi xong đi ra tới phim mình. Đó. Đó các bạn, bỏ thẻ vô đây nè. Không có bấm. Rồi nó gạt à, trả tiền rồi nó gạt cái cây lên. Rồi. Ok. Rồi ra đó, từ từ. Đi theo cái xe hơi này, bên phải nè Đạt. Rồi đang lớn lên trái, lên trái, lên trái. Đang lớn lên trái. Rồi tới đèn trái, trái, trái. Trái đó đúng rồi đó. Ok. Trái luôn. Rồi nhiệt độ giờ 7 độ C các bạn, khá mát mẻ ha. Ok, rồi đi. Tới thẳng, đèn xanh đèn đỏ quẹo trái nha. Rồi lấy hai lên trong ấy. Rồi đây, đây nè. Rồi đi thế. Ok, đây là cái Vegas Strip mà. Nóng quá, cái sửa tay không có đeo găng tay, nóng quá. Bấm menu nè. Qua sửa nè. Setting. Heating nè. Cái găng tay xuống 2. Rồi, đi ăn phở thôi. 10 độ C các bạn, Vegas bây giờ nó mát mẻ, ngang bằng với ở trên khu vực Cam á. Giờ 12 giờ rồi, thì ở đây nó mới gọi là thức dậy á, mới gọi là ban ngày á, chứ còn ở đây nó ngủ ghê lắm. Vegas này ngủ phải 10 giờ mới dậy, tại ban đêm nó chơi thâu đêm. Quẹo trái qua đường Flamingo. Vegas thì ban ngày nó bình thường, ban đêm mới đẹp các bạn. Ban đêm đèn đuốc lên rồi ăn chơi nhảy múa bài bạc rồi lên nó mới ra một cái Las Vegas. Ở Vegas này ta chạy xe cũng dữ lắm.
Tính đi ra nhà hàng của cậu Mai Dương, bữa trước mới ăn hồi hè này mà sao giờ để đóng cửa vĩnh viễn rồi không biết. Vegas ban ngày. Đầu tháng 1 thì mình với Đạt với anh Tây quay lại Vegas để tham dự cái triển lãm CES các bạn. Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm sau năm mới ha. Sau cái New Year thường cái tuần lễ đầu tiên thì cái triển lãm đó tổ chức ở Vegas mấy chục năm nay rồi. Thì triển lãm đó bây giờ được nhiều hãng xe tham gia lắm, VinFast năm ngoái cũng tham gia triển lãm này. Những cái hãng lớn về điện tử tiêu dùng như Harman Kardon, Samsung, nhiều hãng công nghệ âm thanh, nghe nhìn phụ kiện, đồ chơi tham gia triển lãm này ghê lắm, rất là lớn. Và ở Việt Nam mình qua đây cũng đông lắm, các cái đối tác, các cái nhà phân phối, các cái hãng ở Việt Nam tham gia triển lãm khá đông. Rồi quẹo phải Đạt ơi, đèn xanh đèn đỏ quẹo phải. Đây K1600 đang ở Las Vegas, chạy đã lắm các bạn, êm cực kỳ luôn, êm nhích cái là lên, nhích cái là lên ha. Nói chung nhiệt độ ở đây khá êm. Rồi qua luôn, đèn đỏ quẹo trái, nhiệt độ ở đây khá êm các bạn, 12 độ C mát mẻ ha. Hẹn qua trời ơi nóng, nó lạnh kinh hồn luôn. Ngày qua là một ngày lịch sử ha, lịch sử của ba anh em chạy 800 cây số suốt luôn như vậy, từ 9 giờ sáng chứ, 9 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm mới tới được Las Vegas. Và chạy 800 cây trong cái giá rét ha, nhiệt độ từ âm 7 độ cho tới dương 2-3 độ thôi. Mà nói chung là lúc nào cũng ở trong máy lạnh hết á, ở trong cái tủ lạnh á, nhiệt độ nó như là ở trong cái ngăn đá của tủ lạnh luôn, kinh khủng. Lần đầu tiên trong lịch sử. Rồi quẹo phải luôn, rồi phở Kim Long trước mặt rồi các bạn ơi, phở Kim Long trước mặt sắp tới rồi. Cái khu này nhà hàng Việt Nam cũng nhiều lắm. Đó, tới đây quẹo phải cái tới phở Kim Long. Ơi quẹo lên đây luôn, lên lề luôn Đạt, vô cái khu đầu xe luôn. Đây Kim Long trước mặt, tôi có chỗ đầu xe hay không? Có rồi, bên này nè, hai chỗ rồi. Đây Đạt, phở Kim Long, phở Kim Long mà thằng Apple nó đọc là phở Kim Long, phở Kim Long. Yeah, tắt máy. Đó, anh Vũ tới đầu xe bên kia. Thôi, đi vô ăn. Để đồ đây luôn. Xe anh Vũ nè. Vũ Phan Cali, ở quán phở đây. Vietnamese Restaurant. Tính vô nhà hàng Mai Dương, cậu Mai Dương rồi. Nhưng mà... Ồ, chiếc Hyundai á. Ion Ioniq 5 này các bạn, đẹp không? Ken sờ bèn luôn. Phở Kim Long. Cho em tô tái bò viên, tái bò viên. Cái bò viên đó.
ra tay các bạn, là một con phở ở Kim Long, Las Vegas. Đây, con phở Kim Long. Đây là tô nhỏ thôi nha, nhưng mà nó đã là hàng khủng rồi so với tô bình thường ở Việt Nam à. Bên này là nhỏ. Còn cái này là tô to nè các bạn. Vũ ăn được hai tô không? Tô thôi chứ sao hai tô nổi. Hết đâu, hết tô này không? Hết. Hết luôn à. Hôm qua đến giờ bị hai ông bỏ đói rồi. À, ông Vũ là mỗi lần anh... Anh Vũ mỗi lần đói là anh xấu tính lắm các bạn ơi. Mỗi lần đói là anh quậu ghê lắm nha. Rồi mời các bạn nha. Mời các bạn tô phở Kim Long ở Las Vegas. Đứng xa xa đằng kia là anh Vũ Phan Cali mới dứt một tô chè bá lửa mà ăn không hết các bạn. Vũ ăn đâu có nổi đâu. Vũ sáng nay thay cái dây xích rồi, dây sên rồi, cho nên anh yên tâm. Bữa nay anh kéo chăm liền ha. Anh Vũ dẫn đầu. Em vô tư, em tới 7-80 chạy đi. Rồi bây giờ anh em bắt đầu đi qua Arizona các bạn, một cái tiểu bang khác nè. Tiểu bang Arizona thì mình cũng đã đi qua rồi. Bây giờ từ Nevada. Rồi ba anh em rời Vegas các bạn, qua Arizona. Tức là hôm qua giờ mình ba tiểu bang rồi ha. Ok các bạn, Đạt đi sau anh quay đẹp lắm. Đi sau quay nè, nó rộng lắm, góc rộng quay đẹp lắm. Đợt trước em ở đó đó, em ở 4-3 ngày đó. Lần đầu tiên mình qua cái thành phố Bay xưa à. Bay là viết giống như trang giấy vậy đó, Bay. Thành phố mặt thành phố trang giấy. Rồi ngày hôm qua là không dám quýt ship ha, rón rén. Bữa nay là sẽ chơi tới luôn, quýt ship liên tục rồi. Rồi, chào Las Vegas các bạn. Sáng nay sung rồi, sáng nay mình không có... Sáng nay trời mát mẻ, bây giờ là đang 13 độ. Đang 13 độ C, không còn áo hít. Vẫn ấm áp. Cái nón này rất là thích các bạn. Đi touring là nón này hết bài luôn. Trời nắng lên đẩy cái kính đen lên à, rất là tiện. Nóng AGV có bán tại Mai Nguyên Rider. Anh Vũ đang thích cái này, để bữa nào anh kiếm cho anh size 3XL đó anh Vũ. Sun Lake City, đi về hướng Sun Lake City. Rồi rời khỏi Las Vegas. Hôm qua là một ngày kinh điển các bạn. Hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây, K16 chạy quá tự tin các bạn ha. Cực kỳ hài lòng, cực kỳ tự tin luôn. Quá đã. Anh em tắp vào đổ xăng các bạn. Cây xăng lớp. Quá trời, cây xăng kín hết luôn ha. Ba anh em đang đi về hướng Arizona. Mình đang để tự động 105 mai. Gió kinh khủng luôn, mình xè cái tay ra là gió nó thổi bật bật luôn ha.
chạy 105 mai là khoảng 170 các bạn, gần 170 cái số giờ ha. 100 mai là 160. Đó, lên 106 là 170 cái số giờ nè. Chạy đều luôn, 170 luôn các bạn. Đang gió rất là mạnh ha, nhưng mà chiếc xe này nó cân bằng rất tốt các bạn, đầm êm, xứng đáng được mệnh danh là phi thuyền mặt đất. Mình để 107, nó tự chạy luôn, cruise control. Khi mà mình chạy cái tốc độ này mà mình kéo ga hoài nó cũng mỏi tay lắm, cho nên mình để cruise control luôn. Tại vì đường ở bên Mỹ này không có xử lý nhiều các bạn, xe chạy rất là nhanh và cứ thẳng một đường chạy thôi. Đó, giờ mình muốn chuyển lên thì mình chuyển từ đây luôn, không cần giảm tốc luôn. Đó, chuyển làn lên đây, mình chuyển làn vô lại ha, chuyển làn vô lại, tại mình đang chạy cao hơn xe hơi rất là nhiều, cho nên là rất là dễ dàng khi chuyển làn. Tốc độ cho phép đây đang là 75. Cái khu này băng qua sa mạc cho nên không có bolit các bạn, lắng lắm. Ba anh em đang đi về hướng Arizona từ Nevada, đang xuống đèo các bạn. Quá trời đẹp ha, các bạn thấy không? Đang xuống một cái thung lũng rất là đẹp. Nãy giờ kéo quá trời kéo luôn ha. Nãy giờ ba anh em kéo lúc nào cũng trên 100 á các bạn. 110 không. Thời tiết hôm nay khá đẹp ha. Nhiệt độ 13 14 độ C, ấm. Đường bên này thì phải nói là tuyệt vời ở mặt trời luôn ha. Thẳng tưng láng o. Là xe lúc nào cũng được chạy với tốc độ cao hết, rất là đã. Đi về hướng Salt Lake City. Đó, đường ở Mỹ các bạn thấy không? Đó, đứng dậy cho các bạn thấy đó. Mênh mông luôn ha. Đường thẳng băng à. Để ôm chiếc cam 1600 nó chạy phải nói là phê pha, quá phê pha. Bây giờ thì không biết diễn tả như thế nào luôn với chiếc xe này các bạn. Tăng tốc rất là mượt, độ đầm. Độ đầm, độ chắc chắn ha. Đó, chiếc Tesla nó néo bây giờ mình đi. Ở bên này xe hơi rất là dễ thương các bạn. Họ thấy mô tô mà đi chung một nhóm á, mà đang bị tách ra đó, thì họ sẽ né qua cho mình chạy lên. Gọi là để cho mình có cơ hội để gọi là đi cùng đồng đội các bạn. Wow, đường đẹp quá các bạn ơi. Vũ Hoang đâu rồi? 120 mile trên giờ mà vẫn chưa gặp được Vũ Hoang. Bọt vua các bạn. Lên Đạt ơi. Ba anh em kéo phê luôn ha. Từ sáng giờ rời khỏi Las Vegas kéo một phát còn gần 100 mai rồi, tức là đổ xăng xong kéo một phát là coi như bằng Sài Gòn Phan Thiết rồi đó. Đó thì đây là những cái cung đường ở Mỹ, nó thẳng băng, nó tuyệt đẹp luôn, và không có gì hơn ở chiếc xe này. Cam 1600 quá phù hợp cho những cung đường này các bạn, những cung đường xuyên bang. Xe rất là đầm, cực kỳ thoải mái luôn. Mình lúc nào cũng chạy trên 100 mai, tức là 160 từ nãy giờ ha, 160 số giờ, nhưng mà cảm giác như đang chạy khoảng chừng 120. Do cái xe nó quá đầm các bạn, nó cản gió quá tốt. Đường Mỹ mênh mông, đi không biết bao giờ hết các bạn. Mình rất rất là thích chạy mô tô bên Mỹ này.
Lúc mình đi mô tô thì cái đầu mình nó nhẹ lắm, nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác cực đã, sạch sẽ, không khí trong lành. Wow, một chiếc xe Tesla với biển số cực đỉnh các bạn, 6 chữ S ha, Nevada 6 chữ S luôn, màu xanh kìa. Mã số đó mình có thể mua đó. Đây các bạn, welcome to Arizona ha. Bắt đầu mình vào cái tiểu bang Arizona. Các bạn thấy cái horseshoe đó không, cái móng ngựa đó. Thì ngày mai mình đạt và anh Vũ sẽ vào cái tham quan ở chỗ này ha. Đây là một trong những địa điểm đó rất là đẹp ở Arizona, và họ làm cái bảng luôn, họ làm cái bảng welcome hình cái đó luôn ha. Thì ai đi Arizona thì cũng nên tới cái chỗ này đó, The Grand Canyon State ha, cái tiểu bang có cái điểm nổi tiếng là Grand Canyon. Ngày mai mình cũng sẽ tham quan những cái điểm này, ngày mai ngày mốt ha. Rồi giờ mình sẽ chụp tấm hình ngay đây với chiếc K1600 à. Rồi các bạn, welcome to Arizona ha. Thì giờ mình bắt đầu ra bào. Ok. Rồi, tiếp tục các bạn ơi, hành trình. Vũ Phan Cá Ly đang đứng kia. Ok. Các bạn thấy cái xe tăng tốc cực nhanh ha. Mình đẩy cái veo cái là lên 100 liền các bạn, tức là 160 số giờ liền ha. Đó, gọi là tốc độ cực đã luôn. Và khi mình tăng tốc nó đầm lắm. Đó, thì bắt đầu mình bước vào địa phận Arizona ha. Từ bên hướng Las Vegas của tiểu bang Nevada. Đó, giờ bắt đầu qua cái vùng đất gọi là toàn là đất và núi các bạn. Cái tiểu bang gọi là đất núi ha, đất núi. Đất núi đá và xương rồng. Rồi lên đây đẹp. Đó, cái tiểu bang mà các bạn sẽ thấy trước mặt là đất đá, núi đá, xương rồng, rất là khô cằn ha. Nó giáp ranh với California và Nevada. Thì Arizona người Việt ở cũng đông lắm. Thì nhiệt độ bên này đang là 15 độ C các bạn, lúc gần 3 giờ chiều ha. Thì cái mùa hè bên Arizona này cũng nắng nóng ghê lắm các bạn, nắng nóng lắm. Hôm nay bào quá đã các bạn ha, đường trống xuyên bang, lúc nào cũng trên trăm hết, cứng ngắc luôn. Còn sức chạy vô tư, đang súng mà cứ chạy. Hôm nay ba anh em quá sung các bạn, hôm qua phải nói là một ngày đuối như trẻ chuối luôn. Bò về được tới Las Vegas là kinh khủng ha. Một ngày gọi là thử sức bền của ba anh em mình, chạy trong tuyết, trong băng giá ha. Và trong cái nhiệt độ phải nói là như là trong cái ngăn đá của tủ lạnh luôn, lúc nào cũng âm hết, chạy rất là mất sức. Hôm qua nếu mà ai yếu yếu thì bảo đảm là sẽ bỏ cuộc là cái chắc luôn các bạn. Khi mình gần tới Vegas, còn 200 mile nữa tới Vegas thì vô một cái quán nước là mình ngồi ngủ luôn, ngủ tại ghế luôn các bạn, ngủ ngồi luôn. Và anh Vũ quay lén dìm hàng ghê lắm. Vũ Phan Cá Ly này anh canh mình ngủ là anh dìm hàng, nhưng mà nhờ những cái giấc ngủ ngắn đó, 10-15 phút đó mà nó sẽ lấy lại cái sức khỏe lắm các bạn. Nếu mà dễ ngủ mà ngủ ngồi được thì nó rất là sướng. Đó, thì sau khi cái chặng đó là mình ra là chạy hai phát nữa là về tới Las Vegas lúc hơn 9 giờ đêm. Chính xác là khoảng 9 giờ 15 phút. Thì sáng nay anh em dậy sớm rồi
tàn tàn, coi đá banh, nằm ngủ nướng đồ các kiểu ha. Tới trưa mới đi ăn tô phở vô bắt đầu mới chạy, cho nên là bây giờ rất là sung. Anh Vũ anh sung quá sung, mà lúc nào anh cũng đóng 100 trở lên mà anh mới chịu. Dưới 100 là anh Vũ anh không có chịu. Lái xe sâu lên á. Rồi qua nhanh đi, lái xe sâu lên. Rồi ok. Anh Vũ cho một nhận xét nhanh về chiếc K1600 này coi anh Vũ. Cái máy rất là êm các bạn, và cái độ đầm của nó thì mình xin nhắc lại là mình đã chạy chiếc K1600B này rất là nhiều lần ở Mỹ, và mình đã chạy chiếc R18 bản Badger bên Thái Lan. Thì hai chiếc xe này là hai chiếc xe gọi là để dùng để chạy xuyên bang. Ngoài ra còn một chiếc RT nữa, một cái dòng xe gọi là Touring đó. Thì mình thấy giữa chiếc K6 này với chiếc R18 Badger thì chiếc này hoặc là Transcontinental thì chiếc này mình dễ chạy hơn, lanh hơn, linh hoạt hơn, nhiều công nghệ hơn, và nó sẽ giúp mình sung sướng hơn. Đó, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ công nghệ, lanh lẹ, máy mạnh, và cái độ an tâm, yên tâm, an toàn là vô đối luôn. Lên chiếc xe này đúng rồi. Anh Vũ nhắc thêm là trong cái phân khúc mà Luxury Touring này các bạn, thì Gowin là một đối thủ trực tiếp với K1600 này, và cái máy của Gowin nó êm hơn. Đó, thì ở Việt Nam mình thì cái Gowin bán chạy hơn K1600, và họ đang trên số của Gowin ở Việt Nam áp đảo các bạn, chiến thắng. Anh Vũ nói nếu mà các bạn thích chạy á, thích trải nghiệm, thích tốc độ, thích lanh lợi á, thì K6 nó sẽ hơn Gowin. Gowin nó bền, nó hiền, có vẻ nó hiền, và nó đúng là Honda đó, nó là chất của nó lừ lừ, nó chậm chậm, nó lanh lanh lắm. Còn K6 này thì nó mạnh, bốc hơn. Và ai mà thích chạy xe BMW rồi thì giống như xe hơi vậy thôi, các bạn chạy Lexus sẽ không có cảm xúc bằng chạy BMW. Mà khi đã chạy xe BMW rồi thì không thể nào qua chạy lại cái hãng xe của Nhật được các bạn. Cho nên là chiếc xe K6 này bên Mỹ bán chạy hơn Gowin rất là nhiều luôn, rất là chạy. Mình ra đường mình rất là ít thấy Gowin, nhưng mà ở Việt Nam thì ngược lại. Anh Vũ bổ sung thêm là Gowin nó hơi nặng nề, và nó phục và nó sẽ phù hợp cho những người thích tàn tàn, thích chở nhau đi ha, thùng bọng các kiểu ha, thích đi một cách từ tốn, chậm rãi và êm. Đó, còn chiếc K6 thì sẽ dành cho những người thích tốc độ hơn, thích cảm giác lái thể thao hơn. Đó, nó có độ bốc, nó có độ quyết liệt hơn, ôm cua đồ đã hơn, và nó mạnh mẽ các bạn ha, mạnh mẽ linh hoạt hơn. Tức là dành cho những ông già mà thích sport đó, ha, thì sport touring đó, thì chiếc này. Đây bắt đầu vô những cái dãy núi tuyệt đẹp ha các bạn, quá tuyệt đẹp luôn ha. Thì các bạn thấy mình đang ôm chiếc K6 chạy không? Cực kỳ linh hoạt ha. Trước mặt là Đạt quán cơm các bạn. Quán cơm là do mình đặt nha, còn mình đặt cái biệt danh chính là Đạt quán cơm ha. Bởi vì Đạt đang có cái cửa hàng kinh doanh các thiết bị của hãng quán cơm của Nhật Bản ở Sài Gòn. Wow, núi các bạn ơi, đẹp quá đẹp. Và cái camera chính của mình đây, camera gắn trên nón mà mình đang nói chuyện với các bạn đây, là chiếc GoPro Hero 11 mới nhất ha, ở Mai Nguyên có bán các bạn. Là chiếc Action 3 gắn vào trước đây, đang quay selfie. Đó, mình quay cảnh selfie thì mình đang dùng Action 3. Và hai chiếc máy này đang làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì nó chưa bị treo và chưa bị
đứng hình ở những cái thời tiết lạnh. Nhất là cái ngày hôm qua mình đã trải nghiệm được nhiều thứ và mình review được, mình test được nhiều món đồ. Nó chịu được một cái thời tiết khắc nghiệt các bạn. Đó, để mà review được như vậy thì không phải đơn giản ha. Đâu phải dễ đó gì, lúc nào mình cũng có dịp mình chạy trong, mình sống trong cái thời tiết khắc nghiệt đâu mà mình review. GoPro Hero 11 đây, đang đứng lên quay đặt quán cơm chạy GSA ở Mỹ nè các bạn. Đang đi vào Arizona và mình đang đứng trên chiếc K1600 đời 2023. Rất là linh hoạt các bạn thấy không? Linh hoạt, nhẹ nhàng và cần thì tăng tốc rất rất là mạnh. Nó lướt đi như một chiếc phi thuyền trên mặt đất vậy. Qua cua thì các bạn chỉ cần nghiêng nhẹ cái xe một cái là nó vô cua rồi. Cực kỳ đầm luôn các bạn ha, cực kỳ đầm luôn. Trọng tâm nó thấp và cái nó không có bồng bềnh như chiếc GS ha. GS thì cái độ nhún nó đi đường xấu nó sẽ tốt hơn chiếc K1600. Nhưng mà để đi đường xuyên bang một cách gọi là đầm, chắn gió tốt, mọi thứ mượt mà thì chiếc K1600 sẽ là lựa chọn tốt hơn. Còn chiếc GS, GSA thì nó đa địa hình hơn, mình đi đường nào cũng được hết. Vô cua các bạn ơi, núi trùng trùng điệp điệp luôn ha. Và đối với cá nhân mình thì chiếc GSA hoặc là GS cùng với K1600 đây là hai chiếc xe mình yêu thích nhất. Mình chạy nhiều nhất ha là GS và K1600. Ở Việt Nam thì các bạn lựa chọn GS, GSA là lựa chọn hoàn hảo ha, miễn bàn các bạn. K1600 Việt Nam nó sẽ nặng nề và nó không có đường để mình chạy các bạn. Còn bên này thì mình chạy miết các bạn thấy không, đâu có bóp ga, bóp thắng, đâu có sang số, đâu có. Mình chỉ ngồi mình điều khiển thôi. Quá đẹp các bạn, Arizona. Nếu các bạn ở bên Mỹ thì các bạn nên mua GSA ha, tại vì cái bình xăng nó tới 30 lít. Nếu mà trong dòng mô tô thì mình nghĩ là GSA đang có bình xăng lớn nhất rồi các bạn ha, 30 lít. Thì thoải mái đi qua những cái sa mạc trên 100 mile không có cây xăng. Còn ở Việt Nam thì GS cũng được, GSA cũng được, không có vấn đề gì, tại vì chỗ nào cũng có cây xăng các bạn. Và mình đi với xe nào nó nhẹ hơn, nó hợp với mình hơn và nó vừa với cái sức mình thì chiếc đó là sẽ lựa chọn cho các bạn ha. Dĩ nhiên là GSA nó sẽ chắn gió tốt hơn do cái bình xăng nó lớn và nó sẽ đầm hơn một chút, cảm giác lái nó đã hơn một chút so với GS các bạn. Arizona núi và núi ha các bạn, hai bên các bạn thấy không, núi và núi thôi, khô cằn lắm. Mùa này thì mát mẻ chứ còn mùa hè thì thôi rồi luôn, thôi rồi lượm ơi luôn. Hiện tại theo mình biết thì BMW Motorrad Việt Nam chưa có kế hoạch nhập chiếc K1600 này về các bạn ha. K1600 đời mới 2022-2023 đó. Đây anh Vũ Phan Cali mặc áo xanh lá chuối đang chuẩn bị quay cho mình một vài short phim tiến vào Arizona. Anh Vũ sẽ quay K1600 đang chạy qua những cái núi đá ở Arizona đây. Đã quá. Anh Vũ thấy K1600 đẹp không? Chạy đã, tăng tốc đi. Đó, các bạn thấy đã chưa? Vũ Phan Cali bên phải và Đạt quán cơm bên trái. Mai Nguyên Raider bọc lót ở phía sau.
kinh thì bộ ba này thường xuyên kết hợp xuyên bang Mỹ các bạn. Hai ngày nay thì ba anh em mình đã được đi qua ba tiểu bang rồi ha. Khởi đầu là California, tiếp theo là Nevada và hôm nay là Arizona. Trải qua cũng một số cung bậc cảm xúc rồi, mặc dù mới đây có 2 ngày. Lạnh có, tuyết có, trơn trượt, trong băng giá có, và bây giờ là vượt qua những cái hẻm núi siêu đẹp ha. Ở Arizona đều có hết các bạn. Quá đã các bạn ơi, tờ tỏi. Ok. Quá tơ tỏi các bạn. Những cung đường ở Mỹ sao nó đẹp quá sức tưởng tượng các bạn ơi. Hôm nay mới là ngày thứ hai thôi mà. Ê, ngày thứ ba chứ, ngày thứ ba. Cảm giác chạy rất là phê. Vũ Phan Cali. Hả? Ok. 11 độ. Đây các bạn đã vào thêm một tiểu bang nữa ha. Tiểu bang Utah mới vừa chạy qua cái bảng rồi không có kịp dừng cho dính xe tải nhiều quá, không có kịp dừng chụp tấm hình welcome to Utah. Utah thì mình đã đi rồi, mình đã chụp rồi, nhưng mà nếu có dịp thì muốn chụp với cái xe này một tấm. Rồi ba anh em vô đổ xăng các bạn, vô cái xăng Chevron, giá có nhiêu, gần 4 đô 3 đồng 9 mấy rồi các bạn. Ở Utah sao rẻ ta. Đây tiểu bang Utah các bạn ha, núi đá. Họ đạt không đổ hả? Đạt không đổ nữa hả? Anh mới đổ luôn. Đổ chung với anh Vũ luôn cho nó đầy bình. Đổ xăng ở Utah các bạn. Mới Arizona. Từ nãy giờ chạy 3 tiểu bang rồi đó. Nevada, Arizona và Utah hả? 3 tiểu bang. Ghê thiệt. Mới con buổi sáng chạy 3 tiểu bang. Kinh. Kinh khủng thiệt. Ba ông thánh bào. Đây các bạn, mình đổ xăng ở Utah ha. Đó. Cho chị em K16 đời 2023. Giờ mình không có dùng tiền mặt mà mình dùng bằng cái điện thoại của mình. Bấm nút hai cái, kích hoạt cái thẻ lên. Rồi in vô đây một cái. Xong. Thì nó báo chờ một chút rồi approve rồi nó hỏi rửa xe hay không, bấm không, không có mời mọc. Rồi nó hỏi rework gì đây không, bấm không luôn. Rồi chờ chút xíu, rồi nó biểu mình nhấc cái vòi này ra. Đó. Rồi nó hỏi mình là đổ xăng gì. Ok, Supreme 91. Đó, rồi xong. Gắn vô đây. Rồi mình bóp cò thôi các bạn, gài cò vô đây nó đổ thôi ha. Cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn. Và không cần dùng tiền mặt, hoặc là không cần dùng cái thẻ luôn, bởi vì cái thẻ mình đã tích hợp sẵn vào trong cái điện thoại di động iPhone 14 Pro Max này rồi các bạn ha. Nên mình chỉ dùng cái chức năng chạm gần thôi là nó đổ ha. Đó. Giờ mình mới đổ nãy rồi cho nên là bây giờ mình đổ ít ha. Rồi sau khi đổ xong các bạn gác cái cần lên này.
Rồi nó hỏi chờ một chút, nó hỏi mình có lấy receipt không, bấm yes. Nó in cái receipt, tức là cái bill tính tiền á ha, ra cho mình rồi mình lấy thôi. Rồi lên xe chạy vô kia nghỉ ngơi chút xíu. Ba ông nè, đậu nè, à, chiếc. Các bạn thấy mình dùng cái điện thoại bằng cái Beat Design ha. Này có bán tại My Nguyên Raider. Cái bát gắn vào cái ghi đông và cái key. Đó, các bạn chỉ để ở đây hít xong rồi lấy ra rất là nhanh ha. Gắn cực kỳ nhanh luôn. Đó là cái điện thoại. Còn cái Action 3 cũng vậy ha. Lấy cái ra, gắn vào, cụp ha, rất nhanh ha. Đó. Cụp. Khi mình vào những cái chỗ tiệm bán linh tinh ở đây nè, ngay cây xăng á, thì mình sợ mất thì mình lấy ra rất là nhanh. Còn GoPro thì mình phải vặn ốc vặn ngàm ha. Còn này bóp vô một cái lấy ra nó hít y chang cái này vậy ha, y chang cái Beat Design. Đó. Rồi một cái nữa các bạn, Cado ha, Cado thì lấy ra rất là dễ nè. Đó. Để vô nè. Đó, thì tất cả sản phẩm này đều có bán tại My Nguyên Raider hết các bạn nha. Cho những hành trình đi, hít, cụp, gắn. Gắn vô thì nó chắc lắm ha. Nó không có chuyện mà rơi rớt đâu ha. À. À. Xong. Cực kỳ nhanh. Đây, Action 3. Cụp ha. Xong. Cụp xong. Điện thoại. Cụp xong. Bóp cái, cập xong, rất nhanh các bạn. Đang có bán tại My Nguyên Raider những sản phẩm này các bạn ha. Action 3, Beat Design và Cado. Đó. Với công nghệ hit mới, hit từ.